Đạo diễn Lý Quốc Lập, Trịnh Vĩ Văn, Vệ Hàn Thao, Hà Chấn Hoa. Biên kịch Từ Viễn, Từ Tử Nguyên, Tiêu Chí Giao, Lý Nam, Phương Khương Khương. Với sự tham gia của các diễn viên Lục Nhị trong vai Cái Nhiếp, Trần Nghiên Hy trong vai Đoan Mộc Dung, Tưởng Kình Phu trong vai Kinh Thiên Minh, Hồ Băng Khanh trong vai Cao Nguyệt, Tần Tuấn Kiệt trong vai Hạng Thiếu Vũ, Hạng Vũ, Kim Thần trong vai Xích Luyện, Ngu Cơ, Tôn Nghệ Châu trong vai Vệ Trang, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Bộ phim Tần Thời Minh Nguyệt, tập 2. Coi như mấy người có mắt nhìn, nhận ra được thúc ấy. Đúng vậy, thúc ấy chính là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, Cái Nhiếp đẹp trai kinh thiên động địa. Còn ta, chính là đệ tử ruột của thúc ấy, Cái Thiên Minh. Rốt cuộc các người đến đây có âm mưu gì? Nói mau. Hả? Còn trẻ tuổi như vậy mà đã trở thành chó săn của Doanh Chính, lại còn chung đường với tên tội đồ vô liêm sỉ này nữa. Cái gì vậy? Thật ra Doanh Chính phái các người tới đây để làm cái gì? Đừng có ép ta phải dùng đại hình đó. Ta ngay cả các người lại ta còn không biết ta. Các người đã tìm đến tận cửa rồi mà còn nói là không biết bọn ta là ai sao? Nếu không phải vì chủ tử của các người thì gia tộc Hạng Thị ta cũng không lưu lạc đến bước này đâu. Gia tộc Hạng Thị? Tiểu tử thúi này. Thiếu Vũ. Có. Tiểu tử thúi này ta giao cho con đó. Cho dù con có thủ đoạn gì cũng phải cài miệng nó ra cho ta, để nó nói ra sự thật. Thúc phụ yên tâm, hai người giải hắn đi cho ta. Dạ. Hiểu lầm rồi, ta không biết gì hết. Ta thật sự không biết gì hết. Ta không biết gì hết mà. Các người lầm người rồi. Tiểu tử, tốt nhất là ngươi khai hết ra đi thì đỡ phải chịu khổ. Ta không biết, ta thật sự không biết. Ngươi vẫn còn cứng đầu à? Tiếp tục. Nè nè, không được giao nè. Ta là y tiên Mặc Gia Đoan Mộc Dung, ai dám cản ta? Mặc Gia, y tiên. Bỏ ra. Dung tỷ tỷ, Dung bà, cuối cùng tiện cũng tới rồi. Nếu tiện không tới thì ta mất mạng đó. Đám người này không phân phải trái, cứ hành hạ ta, còn hỏi ta những câu kỳ quái. Nói mình là gia tộc Hạng Thị gì đó, có gì hơn người chứ? Ngươi, gia tộc Hạng Thị? Người nào to gan vậy? Thúc phụ, tiểu thúc thúc, người này tự xưng là y tiên Đoan Mộc Dung của Mặc Gia. Họ thật sự là người của Mặc Gia sao? Con cũng không biết nữa, là cô ta tự mình nói như vậy. Xin hỏi các hạ là? Tại hạ Đoan Mộc Dung, chính là y tiên Mặc Gia danh tiếng lẫy lừng. Nếu không thì còn ai có thể xứng danh với danh hiệu y tiên này? Mặt dày thiệt. Nè, ngưỡng mộ đã lâu. Tại hạ Hạng Lương, đây là huynh đệ Hạng Bá của ta. Ta biết hai người. Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Vị này chắc hẳn là cháu trai của ngài. Đúng vậy, giảng bối Hạng Thiếu Vũ. Khá lắm, vừa nhìn liền biết là thiếu niên anh hào. Đoàn Mộc cô nương, vào trong nói chuyện đi. Ừ. Ê, thúc phụ, vậy tên tiểu tử này phải làm sao? Trước tiên nhốt tên tiểu tử này và Nhiếp Cái lại. Tiếp đại Đoàn Mộc cô nương quan trọng hơn. Đoàn Mộc cô nương, mời cô vào trong. Nè, ta thì sao hả? Ngồi xuống đi. Ngươi, nè, thả ta ra, thả ta ra. Mấy người đừng có vội mừng, đợi đại thúc ta tỉnh lại sẽ phá nát sơn trang của mấy người, chó gà cũng không tha. Tiểu tử, ngươi nói rõ ràng một chút, ai là gà, ai là chó vậy? Ý lớn hiếp nhỏ là gà, ý nhiều ông hiếp ít là chó, sao hả? Tỷ thí không? Tỷ thí à? Ừ?
Dạ. Trộm đào, trộm đào, trộm đào, trộm đào, trộm đào, trộm, 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 trộm. Lại nữa hả? Ngươi, ngươi có vũ khí còn ta không có, đương nhiên không thắng được ngươi. Trong vòng 5 chiêu, chỉ cần ngươi thắng ta, coi như ngươi thắng. Được. Nè, ngươi không sao chứ? Nè, ngươi định chết mà. Không phải ta cố ý đâu, ta sớm đã biết không bằng ngươi rồi. Dừng lại. Anh Di Đà Phật, anh Di Đà Phật, anh Di Đà Phật. Trói ta hả? Ngươi cũng bằng lĩnh đó chứ hả? Thả ta ra. Thả ngươi nè. Thả ngươi nè. Ta không thả. Ngươi thấy sao? Làm lại. Không biết lần này cô nương đến muốn đưa chúng ta đến đâu hội hợp với Mặt Gia. Cư tử khi nào có thể gặp chúng ta? Bây giờ lắm người nhiều chuyện, không bằng để sau hãy nói. Các ngươi lui xuống hết đi. Dạ. Cô nương à, bây giờ có thể yên tâm mà nói rồi. Việc này... đúng rồi. Cái nhíp đó, các người đã nhốt kỹ chưa? Ta nói các người biết, con người hắn ta vô cùng nham hiểm, quỷ kế đa đoan. Việc này, cô nương cứ yên tâm, ta đã phái người tăng cường giám sát rồi. Nhưng mà cô nương à, sao cô và họ lại xuất hiện cùng nhau vậy? Tại sao lại ra tay giúp đỡ cho cậu thiếu niên đó? Trong chuyện này quả thật có ẩn tình. Tóm lại một lời khó nói hết. Chỉ bằng như vậy, bây giờ hắn ta vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Để hắn ta tỉnh lại, ta sẽ hỏi rõ ràng rồi nói đầu đuôi ngọn ngành với các ngài, được không? Được chứ. Đương nhiên là được. Thiếu Vũ, đưa Đoan Mộc cô nương đến phòng khách nghỉ ngơi đi. Dạ. Đoan Mộc cô nương, mời đi bên này. Để không cảm thấy Đoan Mộc cô nương này có vẻ... không thể đoán bừa. Tên tiểu tử mắng chửi ầm ĩ hôm nay đâu? Nhốt lại rồi, sao vậy? Hắn trộm đồ của ta, ta phải lấy lại. Vậy sao? Hắn trộm đồ gì của cô? Ta sẽ lấy giúp cho cô. Ngươi tìm hắn, hắn sẽ không đưa cho ngươi đâu. Ta nói ngươi nghe, tên tiểu tử đó vô cùng xấu quỷ, nhưng mà ta có cách trị hắn. Ngươi nói cho ta biết hắn đang ở đâu, ta tự mình tìm là được rồi. Việc này thì hơi khó. Ta cũng không biết hắn đang bị nhốt ở đâu. Nếu không thì như vậy đi, ta đưa cô nương đi hỏi lại thúc phụ của ta. Không cần đâu, không cần đâu. Nhưng đồ của cô nương thì phải làm sao chứ? Thật ra cũng không phải là đồ gì quan trọng. Không sao đâu. Đoan Mộc cô nương,
Cô đi nhanh như vậy, lẽ nào cô biết phòng khách ở đâu à? Ngươi đi trước. Nói lại lần nữa. Việc này nói. Bệ hạ, là cái Nhiếp cứu đứa bé đó đi. Cái Nhiếp hả? Hắn đúng là to gan mà. Cái Nhiếp, tại sao hắn phải cứu con trai của Kinh Kha đi vậy? Hắn ta hóa ra 13 năm trước trẫm đã trúng gian kế của bọn chúng rồi. Những tên nghịch tặc này thật là nham hiểm độc ác mà. Không ngờ là dám dùng gian kế để cài cắm gian tới bên người của trẫm. Đáng ghét, đáng chết mà. Ra lệnh xuống dưới, phải người lập tức truy đuổi trẫm, phải khiến bọn chúng chết không có chỗ chôn. Dạ bệ hạ. Đi, theo cô ta đi. Ta biết ngay mà. Người đi báo với thúc phụ của ta đi. Dạ. Tỷ muốn làm gì? Ngươi điên rồi à? Bà đây có lòng tốt muốn cứu các ngươi đó. Cứu chúng tôi? Ta còn tưởng tỷ muốn... Tưởng cái gì? Tưởng ta muốn giết các ngươi à? Nếu muốn giết các ngươi thì trên đường không biết đã giết các ngươi bao nhiêu lần rồi. Nhưng mà hôm đó ta nhìn thấy tỷ, tỷ liên tục làm giống vậy nè, giết rất nhiều rắn. Là ta muốn lấy mật rắn. Ngươi thật sự cho rằng thuốc của ta từ trên trời rơi xuống à? Còn đứng ngay ra đó làm gì? Đi mau. Ra đây đi. Đoan Mộc cô nương, xem ra thì
Cô không chỉ biết phòng khách ở đâu, mà đến phòng củi cô cũng tìm ra được ha. Ngươi đừng qua đây, nếu bước tới ta sẽ không khách khí đâu. Thiếu Vũ. Thúc phụ, cô ta là gián tế, chứng cứ rành rành ở đây. Chúng ta bị lộ rồi. Có chuyện gì? Có rất nhiều quân Tần bao vây phía trước sân trang. Cái gì? Chắc chắn là các ngươi làm. Lũ dân tới các ngươi đã bắn đứng chúng ta. Ngươi định ngậm máu phun người? Ngậm máu phun người à? Bây giờ ta sẽ giết hết các ngươi. Ta là y tiên của Mặt Gia, ngươi giết ta thì sẽ phải hối hận. Ta là y tiên của Mặt Gia, ngươi giết ta sẽ phải hối hận đó. Thiếu Vũ à, bây giờ không phải là lúc để so đo. Quân Tần sắp xông vào đây rồi, mau đi thôi. Đi mau. Sống dao, giết hết không tha một tên nào. Phóng tên. Thiếu phụ, mau đi thôi. Thúc phụ, nhanh lên. Chạy đi, chạy đi. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Đi mà. Ai đó? Ngươi còn ngay ra đó làm gì? Mau đi thôi. Đã đại thúc của ta đâu? Mau lên. Anh Dung Tư Thủy cầm kiếm. Đi. Đi. Đi mau. Đi. Mau. Bên kia. Thứ theo bên này nè. Tình hình cũng ổn, rút mau. Dung Nhi, đêm qua sao ngươi lại tới đây? Nơi này không tiện ở đâu, lập tức theo ta. Đi. Chắc chắn là người của Mặt Gia, đi cùng họ thôi. Phía sau bám sát. Mau. Nè, hắn ta là ai vậy?
con trai của đại ca. Cái gì? Cái Nhiếp hả? Sao lại vậy? Đừng hỏi nữa, chuyện dài dòng lắm. Nhưng mà phía sau đi mau lên. Trương Lương hả? Ta còn tưởng rằng các ngươi không thoát được chứ. Đùa sao? Đao chích đệ nhất thiên hạ chỉ để gọi chơi thôi hả? Rồi, Đông Quách đại hiệp bản lĩnh phi thường, mau dẫn bọn họ đi đi, để ta cắt đuôi chúng. Vậy thì dứt giải cho huynh rồi, ta để lại vài huynh đệ giúp huynh một tay, mấy người khác ở lại giúp Trương Lương huynh một tay. Dạ. Dung Di, chúng ta đi thôi. Mày bắt quái giúp tâm trận. Ta muốn mở cửa quét càng một phía tây bắc, tiếp theo đảo ngược bố cục, quẻ đoài hai phía tây, mở cửa kinh. Quẻ khôn tám phía tây nam, mở cửa tử. Quẻ ly ba phía nam, mở mộng cảnh. Để bên đó. Quẻ tốn năm phía đông nam, chặn lối đi. Bên đó, đi. Quẻ chấn bốn phía chánh đông, để sát thương. Quẻ cấn bảy phía đông bắc, mở đường sống. Quẻ khảm sáu phía chánh bắc, tạm ngừng. Dừng lại, mọi người chỉnh đốn lại đi. Các đồng môn chi viện có lẽ sắp tới nơi rồi. Đi mau. Đúng là da trắng như sương, dung mạo như hoa, như hoa như ngọc, băng thanh ngọc khiết, thuần khiết không tì vết. Đẹp quá vậy. Thúc phụ, vừa rồi tại sao không liều mạng với đám cẩu tặc đó? Bây giờ không phải là lúc để liều mạng. Bọn chúng đến có chuẩn bị trước, nếu cứ làm liều thì chúng ta sẽ bị thiệt thôi. Ê, đại ca, huynh muốn đi đâu vậy? Ta muốn đi chào hỏi Mặt Gia. Hay là chúng ta đợi Tử Phòng huynh đến rồi hắn nói? Đợi đợi đợi, bao nhiêu năm đã chúng ta vẫn luôn chờ đợi. Đại ca, huynh an tâm, chúng ta đã có thể tụ họp với Mặt Gia thì không cần vội vàng ngay lúc này. Hơn nữa, chúng ta có thể gặp gỡ Mặt Gia không phải đều nhờ vào Tử Phòng huynh giới thiệu sao? Ý hợp tác này nên do họ bày tỏ chứ. Được được được, vậy thì đợi. Trách ta quá vội vàng thôi. Nhìn kiểu gì cũng không phải là loại tốt đẹp. Loại tốt đẹp gì vậy? À, không có gì. Thúc phụ, tiểu thúc thúc, lần này may nhờ có Mặt Gia, nếu không e là chúng ta còn bị thương vong nhiều hơn nữa. Dung Nhi, có đói không vậy? Có mệt không? Có cần nghỉ ngơi một lát không? Mặt mũi kiểu gì vậy? À, khẩu vị đúng là nặng thiệt. Để ta. Đến từ đâu thì về đó đi, ta không có rảnh. Cô đừng có vậy mà, để ta giúp cô nghe. Nè, nè, để ta giúp cô nữa. Tránh ra đi. Hảo sắc. Nè, cô coi cô mệt nhọc vất vả như vậy, mồ hôi nhễ nhại rồi, để ta lau giúp cho. Cô coi,
Con coi thái độ của cô đối với ta như vậy kìa, rõ ràng không bình đẳng. Đối với tên này, tên kia, cô đều bôi thuốc cho mà không thèm nhìn ta, vậy có đúng không hả? Trời đất ơi, chân đau quá à. Trời ơi, chân đau quá. Đau quá trời luôn à. Ngưng ngồi yên một lát đi được không? Sao ta có thể ngồi yên được chứ, ta đau quá. Ta không thể ngồi yên được. Trời ơi, cô qua coi thử giùm cái đi. Đau quá trời. Xem cái đầu ngươi đó. Đúng vậy, đầu cũng đau nữa, cô xem đầu giùm đi. Đau quá, chắc chết quá rồi. Đau quá đi. Đông quá, đầu ngươi đau lắm hả? Đau, đau dữ lắm luôn. Vậy ta khám giúp ngươi nha. Được, được, được. Đau quá, quay khu mạng không. Đau quá. Cũng từng cũng yên tĩnh rồi. Mọi người an tâm đi, vừa rồi ta đã dùng thuật kim môn động pháp bố trí trận pháp rồi, tạm thời bọn chúng không thoát ra được đâu. Tiên sinh đúng là thần nhân. Hạng bá huynh quá khen rồi. Vị này là thủ lĩnh Đông Quách Thực của Mạc gia. Danh tiếng lẫy lừng, thiên hạ đệ nhất hiệp đạo. Vừa rồi ta có thể cứu các vị đều nhờ vào huynh ấy. Chúng dĩ ta chỉ phái vài đệ tử Mạc gia đi tiếp ứng, hoàn toàn không biết các vị bị quân Tần bao vây. Cũng may gặp được Đông Quách huynh, nếu không ta thật sự không biết nên phải làm sao đây. Đông Quách huynh, vị này chính là hạng bá sư huynh ta thường hay nhắc với huynh đó. Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Vị này chắc là Hạng Lương tướng quân. Thật không dám nhận hai chữ tướng quân này. Vừa rồi đa tạ tiên sinh và thủ lĩnh đã cứu nguy. Hai vị này là hai cháu trai Thiếu Vũ, Hạng Trang. Bái kiến tiên sinh. Bái kiến tiên sinh. Bái kiến thủ lĩnh. Huynh làm sao vậy? Hắn đã bị câm rồi. Hôm nay đông người, tạm tha cho ngươi đó. Dung, Dung. Ngươi nói cho tiểu tử thối đó biết, rốt cuộc ta là ai? Y tiên Mạc gia Đoan Mộc Dung. Nghe thấy chưa hả? Y tiên thì y tiên, có gì ghê gớm đâu chứ. Trời, Thiếu Vũ, không được vô lễ. Thủ lĩnh, thuyền tới rồi. Được rồi, xuất phát đi. Có chuyện gì vậy? Được rồi, quay về rồi nói. Thuyền đâu? Thuyền ở đâu vậy? Mời các vị lên thuyền. Dung tỷ tỷ, tỷ đừng trốn nữa, ta đặc biệt đến đón tỷ mà. Xấu hổ rồi. Để ta. Đi, uống nước đi. Dung tỷ tỷ, tỷ nói đi liền đi, không chào một câu nào, không sợ ta lo lắng sao? Hơn nữa lần này ra ngoài liền mười mấy ngày, tỷ lại không biết tự chăm sóc bản thân,
lỡ như xảy ra chuyện gì phải làm sao? Sau này không được như vậy nữa. Thiên Minh à? Hả? Làm gì vậy? Nước miếng chảy ra hết trơn rồi kìa, mau lau đi. Lòng yêu cái đẹp, ai mà không có chứ. Thật ra tiểu đệ, ta giúp đệ một tay nghe. Nguyệt Nhi, cái chuyện là ta với lại Dung tỷ tỷ của cô có chuyện cần nói rất là quan trọng. Hay chúng ta thôi đổi chỗ đi nghe. Ta không có gì nói với ngươi. Không sao, ta nói cô nghe. Nào Nguyệt Nhi à, ta với Dung tỷ tỷ của cô có chuyện quan trọng cần nói. Cô cứ đổi chỗ cho ta đi đã. Hả? Đổi lẹ lên đi, lẹ lên. Trời ơi. Nè, nè, Nguyệt Nhi, ngồi đi, ngồi Nguyệt đi. Nhi à. Thơm quá. Ê, cô đang làm gì vậy? Để ta giúp cô. Đây là cái gì vậy? Chỉ là đơm đớm thôi mà, có gì phải ngạc nhiên vậy chứ? Nguyên Nhi, nhìn kìa. Nguyệt Nhi, cô sẽ cô đệ sao vậy? Bị bắt mất hồn rồi hả? Đi thôi. Nè. Để tình đệ với ca ca cùng đi chung một con đường, nên ta tiết lộ cho đệ mấy chuyện bí mật nhỏ. Chung đường cái gì chứ? Lòng yêu cái đẹp chính là gánh nặng đường xa đó nghe. Ta thấy người mà Quỳnh thích kia có đẹp tí nào đâu. Ý gì hả? Cô biết nói chuyện không vậy? Không cùng chí hướng không nói nhiều. Quỳnh, đừng. Ta sai rồi, ta sai rồi. Quỳnh nói. Ta xin rửa tay lắng nghe. Con nít dễ dại ha. Ta nói để biết nè. Cổ chính là đồ đệ của Dung Nhi đó. Cao Nguyệt. À phải rồi. Hả? Thật ra mà nói thì cổ chính là ân nhân cứu mạng của đệ đó. Hả? Nghe nè. Khoảng chừng mười mấy ngày trước, Dung Nhi biết được hành tung của cái nhiếp, rồi sau đó đột nhiên biến mất. Cao Nguyệt không thấy yên tâm nên đã nhờ ta giúp. Còn ta dẫn theo một nhóm huynh đệ tìm đến sơn trang tồi tàn đó. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cái người anh dũng thần võ là ta nè, chỉ đưa cái tay ra đã giải quyết được hết vấn đề rồi. Vậy nên mới nói Cao Nguyệt còn là ân nhân cứu mạng của đệ.
Ân nhân đó nghe không? Ân nhân. Ân nhân. Đợi đi thôi. Nè, để cô biết không vậy? Những chuyện như vậy để phải kiên nhẫn lên. Ta biết rồi. Để biết cái gì chứ, ta nói chưa có xong mà. Nghe kỹ nè. Sắp đến rồi. Tử Phong huynh, đã rất lâu rồi tôi không tới nơi này. Trận pháp kỳ môn độn giáp cũng nên vô hiệu quá rồi. Ta qua đó kiểm tra thử. Ta muốn nói cái gì huynh đều biết hết trơn rồi. Lợi hại. Đợi một lát lúc đi vào, mọi người nhớ chú ý an toàn. Bởi vì bên trong đó Trương Lương huynh đã bày bố trận pháp kỳ môn độn giáp. Nếu có bất trắc sẽ bị lạc được. Hơn nữa nếu như bị lạc đường thì sẽ lạc mất một hai ngày đó. Mọi người tự lo liệu mà làm, không tập trung tinh thần thì sẽ bị lạc. Chú ý an toàn nha. Cái này ra. Cho lợi hại thiệt. Ta muốn bái quân ấy làm sư phụ. Tiểu tử, không phải ngươi nói đã bái kiếm thánh làm sư phụ rồi sao? Kệ ta. Chúng ta đi. Ê, tiểu tử. Hả? Đừng đi mà, mau gỡ ra giúp ta với. Giúp ta với. Có ai giúp ta không? Gỡ ra giúp ta. Gỡ ra giúp ta. Gỡ ra giúp ta với. Cứu ta với. Cứu ta với. Ai? Đừng sợ, nó không cắn người đâu. Nó con vợ này dễ thương thiệt đó ha. Ngươi nè, ngươi sợ cái gì vậy? Đừng có sợ, chúng ta tới rồi. Đến rồi. Đây chính là nơi ẩn náu mặt da cho ta cai quản. Quỷ thuộc. Ngày hôm nay mấy người chúng ta sẽ ở lại đây. Nơi như vậy sao mà ở được? Sao mà ở không được chứ? Đệ không biết rằng để có được nơi này phải cực khổ như thế nào đâu. Đệ có biết không vậy? Năm đó ở quỷ thôn này đã xảy ra một trận dịch bệnh rất là lớn. Thôn dân người thì chết, người thì bỏ đi, để lại một thôn trống. Huynh đệ của ta đã quét dọn hơn chục lần cả trong lẫn ngoài rồi mới có thể vào ở được. Sau đó đám người này biết được nơi này rất tốt, là muốn vào đây chiếm. Chúng ta đã bỏ ra hơn nửa năm trời để dọa bọn họ bỏ chạy. Sau đó thôn này mới chính thức thuộc về chúng ta. Hơn nữa mặt cha chúng ta trước giờ cái gai trong mắt là dầm trong tim của Doanh Chính. Chúng ta có thể tìm được nơi hẻo lánh này để tu dưỡng bản thân là tốt rồi đó. Nhưng mà muốn ở đây hay không thì tùy ngươi, cũng đâu ai cầu xin ngươi. Dung Nhi, nói chuyện thay ta luôn hả? Đừng có ra vẻ nữa. Ah!
Nguyên Nhi, cứu mạng, cứu mạng. Cô Ma, cô Ma thật mà. Làm gì vậy? Nè, cô Ma, cô Ma. Ê, Thiên Minh ngoan, Thiên Minh đừng sợ. Thiên Minh ngoan, có Gia Gia ở đây mà. Thiên Minh ngoan, Thiên Minh đừng có sợ nha. Ta là Đại Dũng, đệ tử của Mặt Gia. Vừa rồi thật xin lỗi, đã làm các vị sợ. Vị huynh đệ này, tại sao huynh lại nằm ở trong quan tài vậy? Ta chỉ là đang canh gác mà thôi. Canh gác? Canh gác thì huynh cũng không thể dọa Thiên Minh thiếu hiệp của chúng tôi chứ. Huynh nhìn đi, huynh dọa cho hắn tè ra quần luôn kìa. Xin lỗi, xin lỗi. Thiếu hiệp, đại nhân đại lượng, xin hãy lượng thứ. Không sao. Thiên Minh à, ca ca hiểu đệ mà. Đệ chỉ là đang giả vờ yếu đuối, kích thích tình mẹ của nữ thần, đúng vậy hay không hả? Có đúng không? Chiêu này của đệ đúng là bí quá quá liều, kinh hụt bạc dí ha. Cao, đúng là cao tay. Đi, đi, đi. Ê Thiên Minh à, đệ và cái nhiếp ở bên này đi. Hả? Có được không? Nơi này tàn tạ quá. Không tàn sao gọi là quỷ thôn được. À phải rồi, các huynh đệ gia tộc Hạng thị, các người là khách của Mặt Gia chúng tôi. Huynh đệ tốt, bằng hữu tốt. Điều kiện ở của các người chắc chắn sẽ tốt hơn họ nhiều. Ta dắt các người đi xem thử nghe. Đã tạ. À phải rồi, Dung Nhi à, ta đã chuẩn bị cho cô một phòng, được dọn dẹp rất là kỹ. Quan trọng nhất là vị trí tốt ở bên cạnh phòng của ta. Vậy có chịu hay không hả? Không cần đâu, ta ở chung với Nguyệt Nhi. Đi. Được. Dung Nhi. Dung Nhi. Đúng quá đại ca. Không phải huynh nói sẽ dẫn chúng ta tới chỗ ở sao chứ? Đi thôi. Ê nè, nè, nè. Ê. Đi thôi. Ê, mấy người. Cục diện ngoài kiểm soát, thuộc hạ vô dụng, yêu cầu chi viện.